ấy lại trở thành cái nơi trung tâm của sáng tạo, là một cái nơi mà giữ được cảnh quan môi trường các di sản văn hóa tốt nhất để làm cho mọi du khách đều ước ao đến Huế. Huế có những cái hay riêng mà chúng ta cần phải giữ gìn để làm sao đảm bảo Huế phát triển nhưng vẫn giữ được cái hồn Huế, cái bản sắc rất riêng mà không, gần như không có địa phương nào có được như Huế. Trong thời gian sắp tới thì cái việc hợp tác giữa Yewan Group và thành phố Huế, tôi mong muốn sẽ mang lại những cái thay đổi hơn nữa cho thành phố Huế nói chung và cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Thì đó là những gì mà Yewan Group sẽ cam kết mang lại. Huế đang trên đà phát triển cởi mở và tiềm cận với luồng chảy chung của giới trẻ, của xã hội, thì tôi nghĩ đây là một cái thông điệp sẽ tạo ra được nhiều nguồn cảm hứng. Tôi tin rằng là công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo sẽ là cái sự lựa chọn cho Huế. Huế hoàn toàn có thể trở thành một cái điểm đến mang lại những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời. Chặng đường mà làm sao để đến gặp được cô gái đẹp, mọi người sẽ mong muốn biết được những cái điều gì về Huế, có những cái nhu cầu gì cũng như là có những cái rào cản gì để Huế không chỉ là một cô gái nhìn ra thấy đẹp. Chúng ta là những người chủ tịch, tôi là hạnh phúc của tôi là cho tôi cộng sống sung túc, là xã hội bình yên, là chính quyền thân thiện của người dân, là hạnh phúc của người dân tỉnh, người đứng đầu chính quyền địa phương.